Tất cả các bạn nha, mình đang ở trung tâm âm nhạc MD Music Center và hôm nay mình sẽ review cho các bạn cây piano Yamaha P105 nha. Đây, các bạn nhìn nha. Đây piano điện nha mấy bạn, piano điện bao gồm pedal nè, chân luôn. Điện P105. Rồi, mình sẽ làm một bài ha. Tiếng đàn piano của thầy Nguyễn Phúc. Đây là nghệ sĩ piano nổi tiếng ở thành phố nha mấy bạn. Rồi, các bạn vừa nghe qua âm thanh của Yamaha P105 nha. Ở đây thì nó có những cái dàn mà mình có thể điều chỉnh được cái tiếng nè, grand piano nè, air piano nè, tiếng organ đủ thứ hết. Nói chung là cái này khá là ok để tập hay hoặc là để ở nhà diễn nha. Có nhu cầu thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0906 39 1557 nha, cả Zalo, Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.